Quyền là ăn ăn cơm với gì? Có Cùng với cái gì ăn cùng không? không Không có gì ăn cùng á? Thế ăn với cái gì? kia Đâu? nước. Nước kia. Vâng, Lấy xô nước ở đây thế nào? Lấy cầm nước ở đây thế nào? Chặt cái này á. Này là nước để nguội à? Thế bây giờ thì Quyền hát tặng cho công các bà một bài nhá. Biết hát bài gì? thương con, Thì hát xem nào. ba thương con, nó con đang mẹ, mẹ thương con, nó con đang ba, cả nhà tài thương yêu nhau xa lạ nhất thương ba cười. Hết rồi à? Không. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục ra nhà của hai bố con của bác ạ. Và hôm nay cháu Lực ra thì có nhận được một phần quà là của bà Vương Kim Thanh, là có gửi cho cháu Lực là 8 lọ cá hộp như này này cô bác này. Và trong đó thì là cho cháu Lực một lọ và cho em quay phim là một lọ, và cho hai lọ là cho hai bố con, còn thêm là 4 lọ là cho gia đình của nhà em Mìn. Vì gia đình của nhà em Mìn là đông người hơn thì là bà gửi cho gia đình của em Mìn là nhiều hơn cô bác. Và ở đầu video thì cho phép cháu Lực xin được phép nói lại một chút cô bác nhé. Về cái hoàn cảnh của hai bố con đấy, có lẽ là có một số cô bác là có theo dõi sau thì không biết là hoàn cảnh của hai bố con mấy. Cháu Lực xin phép được tóm tắt lại thêm một chút cô bác nhé. Hai bố con thì người bố thì không may là bị như kiểu là không được minh mẫn của bác, và kèm theo đó thì là bị mắt mờ này. Xong sau khi mà hai vợ chồng sống với nhau thì có một người con thì tên là Quyền, năm nay thì cũng được là 10 tuổi rồi. Đấy, và trong đó thì bố của Quyền là không có kiếm được tiền ấy, thành ra là mẹ là bỏ đi theo người khác rồi. Hiện tại là chỉ có hai bố con là ở một cái ngôi nhà mà cũng khá là đơn sơ của bác. Đấy, bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào nhà hai bố con của bác nhé. Thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng có nhận được một cái khoản là kinh phí để mà hỗ trợ hai bố con là mua thực phẩm đấy cô bác ạ. Thì vừa rồi cháu Lực xuống thì cháu Lực cũng vừa mới mua thôi, cho nên là cháu Lực đợt này cháu Lực vào thì cháu Lực không có mua nữa. Và cái khoản đó thì được là bà Vương Kim Thanh là bà là hỗ trợ cháu Lực để mà mua, để mà gửi cho hai bố con. Biết lần này vào là có bắt gặp là hai bố con ở nhà không cô bác ạ. Thường ngày thì bắt gặp là hai bố con là đi làm thuê là nhiều hơn chứ không có ở nhà mấy. Quyền thì thời gian này là thời gian là nghỉ hè ấy, thành ra là không đi học rồi. Chị Liên là như là bé làm đang quyên bác. Phía bên này là hàng xóm của nhà em Quyền. Ui. Quyền ở nhà hả? Ui, quả đào đây rơi nhiều đấy, bị thối à? Đào này có nên ăn nào? Không nên ăn á? Thối à? Sao lại vứt quần áo ở đây đấy Quyền? Sao lại vứt quần áo ở đây đấy? Không mặc đâu. Không mặc à? Không. Rách rồi à? Được. Ôi giời. Đây thì hình như là thủng to quá. Dùng cái áo cũ để mà mặc này. Cái này ai ạ? Cái này để mà bịt này. Ai bịt đấy? Hả? Đó. Bố bịt à? Đang ăn cơm à? Ngồi đây ăn cơm đồng hoàng đi. Không có bố đâu rồi. Ngồi ra bên đây. Bố làm. Ngồi ra đây. Nhà Quyền thì phải nói là rất là nóng. À, từ từ để anh nghe cho một cái mic nào. Thế Quyền là vừa đi đâu làm gì về đấy? Đi chân trâu. Đi chân trâu á? Chân trâu ở nhà ai? Ở nhà kia. Nhà kia à?
Vâng. Nhà bác hay là nhà nơi nào? Nhà bác. Nhà bác à? Có phải bác ruột trong nhà không? Phải. Phải á? À? Là bác trong nhà à? Chắc cháu cho hay là chắc cháu thuê? Cháu thuê. Cháu thuê á? Thế bác cho bao nhiêu tiền một buổi? 10.000. 10.000 là một buổi đó à? Vâng. Chăn một con là bao nhiêu con? Một con. Chăn một con à? À. Thế là một buổi sáng nay là đi chăn cháu là được 10.000. Thế là không ăn cơm nhà bác à? Về nhà ăn cơm à? Vâng. Bố đi tận đâu à? Tận kia. Bố đi tận kia? Vâng. Bố đi làm thuê là đi làm gì? Làm thuê. Làm thuê á? Thế có biết là công việc bố hôm nay bố đi làm gì không? Không. Không biết á? Bố đi từ sáng sớm rồi cả? Vâng. À, thế là trưa là bố không về nhà ăn cơm nữa à? Không. Thế là một mình Quyền ăn cơm này. Quyền ăn cơm đi. Quyền là ăn cơm với gì? Có cái gì ăn cùng không? Không. Không có gì ăn cùng á? À? Vâng. Thế ăn với cái gì? Kia. Đâu? Nước. Nước kia? Vâng. Lấy xô nước ra đây nào. Lấy cấm nước ra đây nào. Chặt cái này á? Vâng. Này là nước để nguội à? Vâng. Nước này là nước xuôi để nguội. Thế là chan cơm ăn à? Vâng. Đi lấy ra kia một cái bát đây, chú lấy cái này cho. Cơm này là từ sáng nay là bố nấu rồi à? Vâng. Thế là sáng nay là hai bố con là ăn cái gì? Ăn cơm với gì? Cơm với dầu. Sáng nay là cơm với dầu à? Thế ừ, kìa. À. Dầu kia? Vâng. Thế là về là không nấu cơm ăn với dầu à? Không. Đây hôm nay chú hôm nay anh ra lại anh lại gửi cái này cho này. Cái này là phần quà của bà Vương Kim Thanh nhá. Ừ. Là gửi cho hai bố con nhá. Bố của Quyền thì sự cô bác ạ. Mỗi lần mà ra thì là ít gặp bố của Quyền lắm. Có lần thì đi gặp thuê làm thuê ở gần nhà này thì là cháu được còn gặp. Còn có những lần thì làm thuê xa quá thì là không có gặp nữa. Gặp mỗi là em Quyền ở nhà thôi. Thế là buổi chiều còn đi không? Có. Chiều còn đi à? Vâng. Chăn trâu thì hôm nay đi chăn trận đâu? Trận kia. Trận kia à? Cá này là cá chế biến là ăn được, dùng luôn được cô bác ạ. À? Không cần phải là mình làm qua nữa. Rồi, ăn hết xong rồi lấy nhá. Ăn đi. Đây, ăn đi. Đây. Ăn hết xong rồi lấy nhá. Ngon không? Hả? Ngon. Ngon à? Thế ăn cơm đi. Ăn được mấy bát rồi vừa rồi ấy? Hai bát. Ăn được hai bát rồi à? Thế là vừa rồi ra muộn thêm là ăn cơm chạm với lại nước xuôi để nguội thôi. Ôi con mèo trèo lên hẳn tận trên bàn thờ rồi. Ôi rồi. Ăn khỏe khỏe vào thì tí mới có sức để mà đi chăn trâu tiếp. Nhà Quyền thì hôm nọ là có nuôi một con trâu bác ạ. Nuôi không biết là nuôi nhà bác hay là nuôi nhà ai đấy. Nhưng mà sau khi là nhà người ta là cần đến trâu ấy thì người ta không cho nuôi nữa. Là lấy về để mà làm ruộng rồi. Ăn thêm bát nữa. Ăn được nữa không? Không ăn được nữa à? Thì ăn cá đi đây. Được bỏ ra thì ăn hết đi. Mèo thì có vẻ là nhìn nghe ngửi thấy mùi cá rồi. Đấy, lần này vào thì thấy là nhà cửa là còn gàng hơn một chút này cô bác này. Đặt nọ xuống này. Đặt nọ ra thì hai bố con là bày bừa lúc tang tung. Không nhắc thì không được. Cho mèo miếng nào. Cho miếng nhỏ nhỏ thôi, cho miếng nhỏ thôi. Chắc là sáng nay là cũng chưa cho mèo ăn đâu nhỉ. Cho chưa? Được. Cho rồi à? Cho mèo ăn thì chắc là mèo cũng chỉ ăn cơm lại trà với nước lá thôi các bác. Người thì còn không có gì để ăn mà.
còn ăn nữa không? Không. Không à, ăn thì thôi à. Cá này thì là ở dưới xuôi là gửi lên cô bác ạ. Và bà Vương Kim Thanh là tận bên nước ngoài là đặt cái chỗ không biết là người quen của bà sao ấy, xong là gửi cho Lực là 8 lọ. Ở đâu cái thước phim này cho Lực cũng đã nói rồi đấy cô bác. Là hai lọ này là cho hai bố con này. Để mà những lúc nào mà thí dụ như trong trường hợp này này, hai bố con đi làm công việc gì, làm thuê ấy, là không ăn cơm ở nhà người ta ấy, mà về nhà mình ăn cơm là còn có cái để mà ăn cơm. Đây là một nồi cơm này là nấu từ sáng nay luôn à? Hả? Vâng. Làm thêm một bát nữa à? Ăn đi, ăn khỏe vào tí mới đi làm được. Vậy cá là ăn lần đầu tiên nhỉ? Quyền thì có vẻ như là cô bác ạ, thật sự ra thì để nói mà để mà Quyền như bao bạn khác ấy thì là Quyền sẽ không có được. Lúc nào cô bác cũng nhìn thấy là trong một cái tình trạng mà lúc nào cũng luôn vui vui vẻ vẻ đâu. Nói tiếng phổ thông là có những câu là còn nghe được, có những câu là không nghe được đâu. Sắp đi học chưa bây giờ ấy? Còn chưa à? Ăn anh lên đi. Xong rồi, tí cất cái này đi nhá. Nhà Quyền như là có nhiều muối quá. Nhà Quyền thì là phần phía trên này này cũng ra, trên này thì là vẫn còn chưa có tấm lợp thành ra này, lúc mưa ấy, là những chỗ này là nó bị giò xuống hết. Xong chưa? Ngồi đây. À, quét nhà đã, quét đi. Quét đồng hào vào. Sao lại cầm cả cái đu không? Cảm giác lúc nào cũng như kiểu tăng động đúng không? Nào ngồi đây. Ngồi đây, quay ra kia. Quay mặt ra kia. Bố thì đi làm đến là mấy giờ thì mới về? Đây là đây là có nước ra đây. Có nước không? không nói chuyện luôn. Đây, uống nước đi, cơm xong ấy. Cái này có không dùng à? Nắp này này, đổ này là đường mà. Tóc lại dài đây nhá. Nọ vừa mới cắt này, đến hôm nay là tóc lại dài thêm rồi. Cái từ đôi nước này. Cái từ đôi. Đi chăn trâu có bao giờ cho trâu đi ăn lúa này người ta không? Không cho à? Thế là được rồi, đi chăn trâu để cho nó ăn nó gì, không cho nó ăn cỏ thì. Đấy, ngồi đây. Ngồi đây. Thế bố là đến tối nay thì tầm độ là mấy giờ thì về? Đến tối mới về hay là trời vẫn còn sáng? Buổi tối. Buổi tối à? Bố của Quyền thì là chỉ có đi làm ở trong làm thôi các bác ạ. Lúc nào cũng đi làm thuê ở trong làm thôi. Thành ra là cháu được ra đấy là ít khi là gặp mà hai bố con. Hai bố con cũng trừ phi mà hôm nào mà những người khác không có làm gì ấy, thì là hai bố con mới là ở nhà thôi. Còn là đến thậm chí cả em Quyền đấy các bác là thậm chí là cũng phải đi ăn chăn trâu thuê nữa. Được 10.000 thì đã được chưa? Được. Được rồi à? Được cầm về chưa? Chưa được cầm à? Thế là buổi chiều đã đi chăn tiếp à?
Thường thường là chăn trâu là người ta một con người ta chỉ trả cho 20.000 là một ngày thôi. Nên nay không ăn cơm ở nhà bác là mà về nhà mình ăn. Không. Không à? Cất cái này là cất đâu đi nhá, hai lọ này ấy. Hai lọ này là à từ từ để anh nói thêm đã, ngồi đàng hoàng đi. Hai lọ này là được bà Vương Kim Thanh là gửi cho nhá. Bà mà hay mua gạo này, mua mắm muối mì chính cho này nhá. Được chưa? Vâng. Vậy thì cảm ơn bà một câu nào. Khoanh tay cảm ơn bà. Con nhìn ra kia. Con cảm ơn bà đã gửi quà cho hai bố con. Đã gửi quà cho hai bố con. Rồi. Có tài năng gì hát không? Hát tặng cho các ông bà nghe một bài thế nào? Hả? Thế bây giờ thì Quyền hát tặng cho các bà một bài nhá. Biết hát bài gì? Bà thương con. Thì hát xem nào. Bà thương con, nó con đang mẹ. Mẹ thương con, nó con đang bà. Cả nhà ta hãy thương yêu nhau xa lạ nhất thương bà cười. Hết rồi à? Không. Quyền thì có vẻ như là cái bài hát này đối với em nó là như kiểu một cái ước mơ, như kiểu một cái ước mơ mà muốn là trong gia đình mình có bác. Bài hát này thì là ai dạy Quyền hát? Tự nghĩ. Tự nghĩ á? Ừ. Thế đi trường cô giáo không dạy à? Có. Cô giáo vẫn dạy à? Vâng. Thế là cô giáo là vẫn dạy bài hát đấy, nhưng mà Quyền là nhớ cái bài hát này, gọi là khắc, nhớ cái bài này gọi là khắc ghi vào trong lòng của mình. Thế Quyền ngoài cái bài ra thì Quyền còn hát thêm bài nào nữa không? Quyền là còn hát được bài nào nữa không? Quyền thử hát. Có. Thế Quyền hát xem nào. Bông thì quạt nói to lên núi cao. Hát to lên xem nào. Bông thì này cây núi cao. Thế là những cái bài nhạc này thì là đi đâu để mà đi đâu nghe được về? Nghe ở đâu về? Nghe kia. Vâng. Là nghe cho nghe điện thoại hay là nghe như nào? Nghe điện thoại. Nghe điện thoại của ai? Của bác. Điện thoại của bác à? Vâng. Chắc là nghe được điện thoại của bác, cho nên là có những cái bài có thể là nếu mà có nhạc mà hát theo thì là em vẫn hát được. Đấy, nhưng mà không có nhạc ấy thì là em lại không có hát được. Thế thì bây giờ là cất cái này lên cao cao đi, không là tí mèo ấy. Không cất bảo bố nhá, bảo bố là hôm nay có lại chú lực lại được bà Vương Kim Thanh là lại cho nhá. Vâng. Bà cháu lực cũng xin thay mặt là hai bố con là gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh rất là nhiều. Chúc bà cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Thế mà trong cái ngôi nhà của hai bố con thì cháu lực cũng đã chia sẻ đến khá là nhiều lần rồi. Đấy, một cái bàn thờ để mà thờ cũng tổ tiên này. Còn rất là đơn sơ các bác ạ. Có lẽ là những cái này là không phải là bằng gỗ, không phải là bằng thủy tinh đâu các bác nhé, là bằng đi cưa những cây gỗ về này. Đấy, còn trên này thì những cái tấm ván mà thấy là đã mục hết rồi này, bây giờ chỉ cần là lung lay cái là bừa luôn. Ồ, phía đằng sau này thì là còn là không có, còn là không phải là tấm ván đâu các bác, phía sau này, phía sau này là những cái tấm bằng là đan bằng tre bằng nữa. Những cái tấm này thì hầu như là rất là công dụng này. Cái này là giống lúa bố mua về à? Vâng. Cái là nhà là chỉ gieo được một gói thôi à? Hai gói. Thế một gói đâu rồi? Gói chì. Một lấy ngâm à? Lấy ngâm nước à? Không. Thế một gói mang đi gieo chưa? Một gói. Hả? Mang đi đâu rồi? Không biết. Không biết à? Thế không biết thì thôi. Đấy, đỡ phải nghĩ nhiều, nghĩ nhiều là đau đầu lắm ấy, thanh niên này. Thế là bên này là bố ngủ hay là Quyền ngủ? Ngủ. Có ai ngủ đây không? Có. Có à? Thế bố ngủ hay là Quyền ngủ? Bố ngủ không được. À, có lúc thì là bố ngủ, có lúc thì là em ngủ đúng không? Vâng. À. Ngô này là đi lấy tận đâu về ngô này ấy hả Quyền? Tận kia. Ngô của nhà em à? Vâng. Thế là ruộng là mới thu được chỗ này thôi à? Vâng. Ruộng. Chỗ này thì có vẻ như là
Nếu mà một cái một lực lớn ở đấy là nó bị lún luôn, các bác bị sụt, bị nó bị sụt xuống luôn. Cất tất cái này đi đi này, cái này đi đi. À thế là buổi tối là dâu này à? Vâng. À cái này là đậu tương này ngâm này, nghe lâu rồi. Không. Thấy là đây này, chân nó dài thế rồi. Nó bị mùi mùi một tí rồi. Đấy, lần sau là quần áo này phải để gọn gàng như này nhá. Vâng. Không được vứt lung tung tung thế đâu nhá. Tắt rồi. Đằng sau này là hôm qua là bố phát rồi à? Vâng. Đấy là đằng sau ngôi nhà của các em là ngôi nhà của hai bố con là nhìn là cũng rất là rậm rạp của bác ạ, ngôi nhà này ấy. Tả lên thì khá là gần này, nếu mà trên kia sạt xuống là có thể là dẫn đến là lấp những cái cột đấy. Cháu Lực nhìn thấy là bên này là hình như là có một hai chỗ là bị sạt hay sao rồi. Nào Quyên từ từ nhá. Chỗ này là bị sạt à Quyên? Vâng. À, bị sạt lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi á, ủa rồi. Đây này cô bác này. Đây là mới bị gọi là chắc là mới bị sạt xuống đấy. Đây là thấy là hai bố con là đào một cái mương nước này, không là nước chảy hết thì đi xuống dưới kia rồi. Rồi. Đây phát này này. Đây. Nhà là tranh thủ là chưa đi phân sau với cô bác, là nhà là bố đang làm dở thành ra là tiếp tục là làm thêm. Có hai con không hả Quyên? À đây, đây có một con này, đây con này con nhỏ. Đây có cái dâu này không hái đi ở đây này, không tí phát súng cái này. Quyên dâu này là tự lên hay là bố trồng? Tự lên thôi á. Vâng. Từ từ nhá, để hái cái dâu này ra đã, không là một tí là phát súng hết rồi đấy. Ăn được hả? Hả? Không biết ăn được mà rau này một tí để làm để vào trong canh nhá. Sáng nay bố của Quyền đi làm là có biết là Quyền đi ra kia chăn trâu không? Không. Không biết á? Vâng. Thì ai gọi em đi? Bác. Bác gọi à? Vâng. Thế mấy sáng nay mấy giờ thì mới đi? Buổi sáng á, là nhà của hai bố con là không có đồng hồ, không điện thoại để mà xem đấy bác. Bác ra tận nhà gọi à? Hả? Không, đi đến kia. À, đi đến ra kia là bác bảo là đi cô bác chăn trâu à? Vâng. Quyền thì thường xuyên là công việc là đi chăn trâu, của bác ở nhà thì để mà đi lấy cháu lợn đấy thì là cũng có một con thôi, cho nên là lấy một lúc là xong hết rồi. Đã hết rồi, phát này chú ơi, chặt cây này này, cây này có đây là hôm qua là bố đang chặt dở này. Nhà hai bố con thì rất là thấp về của bác này, cháu Lực đá thấp rồi mà nhìn thấy những cái phần ở dưới nhà này cũng thấp, chỗ này chắc là độ tầm là hơn 1 mét thôi, tầm 1m2 gì đấy. Ôi phát phải ngang ngang này chứ Quyền, đây này, làm như này thì nó mới không bị hỏng dao chứ ở đây. Quyền thì em ấy rất là muốn làm của bác đấy, nhưng mà em ấy lại không có biết cách nào mà để mà làm cho nó hiệu quả, cho nó nhanh được.
nhìn vào quyền thì rất là tội, cảm giác như là em ấy gọi là rất là thờ ơ của bác ạ. Buộc lại cái này. Thế là bây giờ quyền sắp đến giờ đi ra kia làm chưa? Hãy đi chăn trâu chưa? Đi. Đi rồi á? Sắp đi. Sắp đi rồi á? Vâng. Thế là về nhà ăn cơm xong lại đi à? Vâng. Sao không ăn cơm ở nhà bác luôn? Không. Không á? Thế đi chăn trâu là đi chăn trâu ở nhà hay là chăn trâu ở tận chỗ nào ở đây á? Có chỗ nào chăn trâu không? Có. Có à? Đi chăn trâu thì xem trâu cẩn thận nhá. Chứ không là để mà trâu mà lại đi ăn lúa thì không có tiền đền đâu đấy. Được chưa? Vâng. Này, đứng ở đây đồng hoàng nào. Đôi lúc quyền thì là, thưa các bác ạ, để mà đứng đồng hoàng thì là em lại kiểu rất là tăng động với nhảy nhót lung ta lung tung. Thành ra là nỗ lực là phải nói em. Để hôm nào anh ra này cắt tóc cho nhá. Được. Cắt tóc cho xong cắt 2-3 lần nữa là chắc là đi học được rồi. Đấy, còn ở cái video này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Đức cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Quyền bây giờ nói một câu chào tạm biệt các ông các bà thế nào? Con chào tạm biệt các ông các bà. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.